Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Tại thành Ca-phác-na-um, ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thuần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, truyền chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta hiện diện nơi nhà nghỉ, an nghỉ có các linh hồn, thì chúng ta thấy mỗi nhà thờ ngày hôm nay thường đều có nhà an nghỉ, có nơi gọi là nhà chờ phục sinh. Thì chúng ta thấy mầu nhiệm các thánh đồng Hồng Kông, hội thánh chúng ta đang đi là hội thánh lữ hành, là những người sống và các người thân yêu đã ra đi và đang nằm với một cái hũ đựng hài cốt tượng trưng để nói là chúng ta hiệp thông với các linh hồn, những người thân yêu nếu như còn gì ở thanh luyện, ở luyện ngục, thì chính những thánh lễ như thế này, chính những cái sự hy sinh cầu nguyện của mỗi người chúng ta, thì chắc chắn chúng ta thấy Chúa sẽ rủ lòng thương và ban nước trời cho tất cả các linh hồn thân người thân yêu chúng ta. Thì lời Chúa hôm nay cho chúng ta được cái niềm hy vọng. Tại sao mình tin vào Thiên Chúa, mình tin vào Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ trần gian? Nếu như bài đọc 1 chúng ta thấy ông Mô-sê là người có thế giá, là người đã thay mặt Chúa để lập ra cái luật Mô-sê cho những người Do Thái họ giữ cho đến ngày hôm nay, thì ông đã tiên báo là sẽ có một vị ngôn sứ, mà ngôn sứ viết hoa nghĩa là một người rất đặc biệt như tôi sẽ xuất hiện. Thì ông đã thấy được cái điều đó, chắc có lẽ Chúa cũng mách bảo ông sau này sẽ có một người, một vị ngôn sứ rất đặc biệt xuất hiện. Thì cái lời tin báo của ông ngày xưa đó thì hôm nay ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Ngài chính là vị ngôn sứ viết hoa, và không còn hơn cả ngôn sứ, đó là một vị cứu độ đến trần gian để yêu thương, để xóa sạch tội lỗi nhân loại chúng ta đã vướng mắc, nhất là tội tổ tông truyền và các tội lỗi khác khi còn ở trần gian này. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy ở thành Ca-phác-na-um là một thành phố lớn, dân thành người ta mở lòng đón nhận những điều mới mẻ, cho nên Chúa Giêsu đã chọn cái thành này để rao giảng tin mừng đầu tiên khi Ngài bắt đầu sứ vụ loan báo tin mừng. Thì người ta đón nhận và người ta cảm thấy những điều mới mẻ như chúng ta nghe trong tin mừng đó. Lời nói thì mới mẻ và có uy quyền, không như các kinh sư người Pha-ri-sêu. Thì các ông kinh sư Pha-ri-sêu giảng dạy cho họ bấy lâu nay, nhưng cũng thế thôi, chúng chả có gì mới mẻ và cũng làm không làm cho họ được cái điều gì lay động, nhất là cái việc biến đổi hoán cải tâm hồn. Thì Chúa Giêsu đến, Chúa đem tất cả những gì tốt đẹp từ lời giảng dạy
đến việc làm. Và hôm nay cái lời chứng và cái chứng từ sống động là Ngài đã trừ một người bị ma quỷ nhập, mà sách Tin Mừng gọi là thần ô uế. Nhưng mà cái điều lạ là chúng ta thấy là thần ô uế hay ma quỷ nó biết rõ Chúa Giêsu là ai. Ông Giêsu Nazareth, tôi biết ông là ai rồi. Và nó còn tuyên xưng đức tin nữa, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Thấy không? Thì chúng ta thấy bây giờ mình nghĩ lại, môi miệng mình đọc kinh tin kính, mình tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng cứu độ, là đấng thánh, nhưng mà cái thực tâm mình có sống đúng như lời tuyên xưng của mình không? Nên nhiều khi chúng ta thấy rõ ràng ma quỷ là kẻ thù đối nghịch với Thiên Chúa, với loài người chúng ta, nhưng nó còn biết rõ Chúa Giêsu là ai. Nên mình cũng suy nghĩ cái điều đó, để mình hãy cố gắng trong đời sống đức tin của mình. Mình xin Chúa cho mỗi ngày mình biết Chúa để yêu mến Chúa. Xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Đó là lời của Thánh Augustino nói. Mình phải cần cái điều đó để biết Chúa nhiều hơn, để yêu mến Chúa, và nhất là tin Chúa là đấng thánh, tin Chúa là đấng cứu độ, tin Chúa là đấng có quyền năng trên tất cả mọi loài thọ sinh và cả ma quỷ nữa. Cái điều đó là điều quan trọng. Để rồi khi chúng ta sống ở cuộc đời này, chắc chắn chúng ta có những thử thách, những cám dỗ của ma quỷ, thì lúc đó cái đức tin mình vững mạnh thì mình mới không bị ma quỷ lôi kéo. Còn nếu không thì chắc chắn nó sẽ lợi dụng để mà lôi kéo, để cám dỗ chúng ta tất cả. Nên ngày hôm nay lời Chúa gieo cho chúng ta niềm hy vọng, và lời Chúa cũng chứng thực cho tất cả ông bà, anh chị em, cha mẹ, những người thân yêu đang nằm ở nhà an nghỉ này, thấy rõ các ngài đã sống đức tin, các ngài đã tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ trần gian. Thì chúng ta cầu nguyện cho các ngài đang ở nhà an nghỉ ở đây, để các ngài được hưởng phúc thiên đàng, và chúng ta cũng tiếp tục cái hành trình đức tin đó, để mai sau chúng ta cùng với các ngài cũng hưởng hạnh phúc đời đời. Amen.